Nữ diễn viên là đại gia ngầm của showbiz Việt, không đóng phim nhiều nhưng vẫn kiếm bộ tiền. Là một diễn viên lành tính, trong làng điện ảnh Việt, nữ diễn viên này chiếm được cảm tình của khán giả và sự đánh giá cao từ các nhà chuyên môn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, sở hữu tài sản tiền tỷ. Diễn viên Nguyễn Ánh là một gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh, truyền hình và kịch nói Việt Nam. Cô sinh năm 1984. Ban đầu, cô không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà theo học ngành tư vấn tài chính tại trường Đại học Ngân hàng tuy nhiên từ khi còn nhỏ cô đã là người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí tuổi tin như mực tím và xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình nhờ những cơ hội đó cô dần bước chân vào lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng tìm thấy niềm đam mê với nghề cô ghi dấu ấn qua hàng loạt phim nổi tiếng như cổng mặt trời thứ ba học trò dòng sông huynh đệ giấc mơ cổ tích và gia đình phép thuật trong suốt sự nghiệp của mình nguyễn ánh thường xuyên đảm nhận các vai diễn hiền lành ngoan ngoãn và cam chịu vai diễn đầu tiên trong bộ phim dốc tình đã giúp cô khắc sâu vào lòng khán giả với hình ảnh dịu dàng, nhẫn nhục. Cô có nhiều vai diễn với tính cách tương tự, tạo nên dấu ấn đặc trưng của cô trong lòng người hâm mộ. Ở thời điểm này, Nguyệt Ánh dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc con trai nhỏ. Tuy không còn đóng phim nhiều như trước nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm, yêu thích của nhiều khán giả. Mới đây trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh vừa đăng tải đoạn clip chơi lướt ván phản lực trông vô cùng thuần thục. Có thể thấy, ngoài thời gian dành cho công việc hiện nữ diễn viên cổng mặt trời rất tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, dòng chia sẻ mà cô đăng kèm đoạn clip đã khiến nhiều khán giả hỏi thăm, đôi khi chỉ cần bình yên, đơn giản vậy thôi nhưng khó hen. Chỉ vài ngày trước, Nguyệt Ánh cũng gây chú ý khi giao bán tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng. Trước đó một thời gian, cô cũng khiến bao người bất ngờ khi giao bán nhà đất, bao gồm biệt thự trị giá 16 tỷ đồng và một số bất động sản khác. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, tiết lộ một khía cạnh ít ai biết về cô. Nhiều khán giả đã bình luận, đùa rằng cô là đại gia ngầm của showbiz Việt, do thường xuyên giao bán những tài sản có giá trị cao. Chưa kể, gần đây cô còn khoe tin vui là sắp mở thêm một chi nhánh bán bún bò. Có thể thấy, công việc kinh doanh của Nguyệt Ánh xuân sẻ, được nhiều người ủng hộ. Hôn nhân hạnh phúc bên chồng ngoại quốc. 7 năm trước, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Nguyệt Ánh quyết định kết hôn với chồng Ấn Độ, vào tháng 3 năm 2017 và dần dần không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ như trước. Trên trang cá nhân, Nữ diễn viên thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày và nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều khán giả. Mặc dù đã sống ở Việt Nam một thời gian dài, chồng của Nguyệt Ánh vẫn chưa thông thạo tiếng Việt. Theo nữ diễn viên, chồng cô chỉ giao tiếp được những câu đơn giản và thường nghe hiểu nhưng không thể đáp lại. "Tôi có dạy anh tiếng Việt nhiều nhưng vẫn chưa tiến bộ nhiều. Anh học nhanh nhất là những câu nói đùa, trêu chọc", Nguyệt Ánh chia sẻ. Nguyệt Ánh tiết lộ rằng chồng cô, Kilpa Theeswarachia, là người trầm tính, không thích nơi đông người. Anh sống gần gũi với thiên nhiên, yêu động vật và có sở thích đi phượt. Hai vợ chồng cô có cậu con trai đầu lòng là Bé Nanda. Hiện tại, Nguyệt Ánh chỉ tham gia từ 2 đến 3 phim mỗi năm, ít hơn rất nhiều so với trước khi kết hôn. Nữ diễn viên cho biết, thời gian qua cô bận rộn chăm sóc con nhỏ, quản lý công việc kinh doanh và mở quán ăn, vì vậy không thể tham gia đóng phim nhiều. Nữ diễn viên xem đây là cách để duy trì đam mê nghệ thuật, đồng thời cô cũng cẩn thận chọn lựa kịch bản và vai diễn có chiều sâu, thay vì nhận lời dễ dàng như trước.